Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh VN Youtuber Đọc truyện. Các bạn thân mến, trong phần đọc truyện trước, các bạn đã theo dõi phần 12 của tiểu thuyết Tuổi Thơ Dữ Dội. Trong phần đọc truyện hôm nay, mời các bạn theo dõi tiếp phần 13 của tiểu thuyết này. Bước lên năm bậc thềm bằng bê tông, chét đầy bùn đất. Lượm và thúi đi vào hành lang, ngăn đôi ngôi nhà xây bằng đá. Có hai cánh cửa sắt, nửa đóng nửa mở. Mỗi bên lại có một cái cửa sắt mở vào một gian nhà dài hun hút, được gọi là Ba Ti Măng 1 và 2. Lượm và Thúy tiện chân đi vào Ba Ti Măng 1. Mùi thối đến nôn mửa, sọc vào mũi, làm hai đứa phải đứng chững lại ở ngưỡng cửa, đưa tay bịt mũi. Hai đứa chố mắt, nhìn quang cảnh bày ra trước mắt và bất giác dùng mình. Cuộc sống năm ngày xả lim, chưa đủ làm hai đứa quên đi cảnh tượng dơ bẩn đến nôn mẹ trong Ba Batimang Măng. Ba Măng giống hệt một cái chuồng nhốt thú dữ. Tường xây bằng đá, chiều cao rộng chừng 5 mét, chiều dài đến 20 mét. Nền xi măng lở loét, trống trơn, in chi chít những dấu chân lấm bùn. Hai bờ tường gần sát nền, mồ hôi người dính đen kịt như bồ hóng. Cuối ba tì măng là một dãy hố xí liền ngay với nền nhà. Vốn là những hố xí tự hoại nhưng đã bị tắc từ lâu. Có bốn cái, hai cái bên trái hỏng hoàn toàn, đã bị xây bít lại bằng gạch. Hai cái còn lại không có cửa hai cái hố xí cho gần 500 con người. Sau mỗi buổi sáng, phân nước đái tràn ngập, tràn xuống nền nhà, lan rộng lên 4 năm thước. Bọn lính ngục bắt tù con nít phải múc phân vào thùng đem đổ ra ngoài. Sáng đó, tuy phân đã múc cạn, nhưng cứt đái vẫn dính bê bết trên bậc lên xuống và nền ba ti măng. Hàng triệu con giỏi ngo ngoe lúc nhúc từ hai miệng hố xí, bò ngược lên tường, lên thấu trần nhà, kết lại thành một tấm thảm giỏi chúng ngo ngoe, bỏ du ngoạn, ra thấu giữa ba tì măng. Chính cái thảm dòi hàng trăm ngàn con này làm cho lượm và thúi phải sợn hết gai ốc. Trong ba tì măng lúc này, có khoảng chục người ngồi nằm rải rác hai bên bờ tường. Hầu hết là các cụ già và những người tù bệnh không đi làm cỏ vê được. Người nào cũng gầy dơ xương, mắt sâu trũng, da đầu dính bết vào xương sọ. Có vài người nằm co quắp, im lìm như những xác chết. Có mấy ông già ngồi ăn cơm để trong ống bơ. Mấy cụ khác cởi áo bắt giận. Đàn giòi ngon nghe bỏ đến chân các cụ. Mon men bỏ lên ống bơ cơm. Các cụ phải dùng quạt nan, quạt phẩy. Phẩy giòi bỏ ra xa. Phía cuối ba ti măng, cách bậc thềm hố xí mấy bước chân, có một thằng bé chạc tuổi thúi đang nằm qua quắp giữa đám giỏi. Người nó rung bần bật, thỉnh thoảng lại giật lên những cái như bị kim chích. Lượm và thúi bước lại gần nó, Chân cô tránh dẫm vào đám giỏi đang ngon ngoe ngọ nguậy quanh mình thằng bé. Trời, trông nó mới nhỏ bé, tội nghiệp làm sao? Hai mắt nó nhắm nghiền, hai má bừng bừng lửa sốt, cặp môi nhợt nhạt, khô giang nứt nẻ. Cứ mấp máy như muốn gọi, muốn kêu nhưng không gọi nổi. Mấy con giỏi xám ngoét, lông lá từ trên trần nhà dây bộp xuống mặt nó, bỏ ngang bỏ dọc. Nó yếu ớt, khẽ lắc đầu như muốn hất xuống nhưng không hất nổi. Cảnh tượng đó làm lượm rung bắn. Em nhào tới, quên hết bẩn thỉu lấy tay phủi mấy con giỏi xuống đất, dùng chân đá ra xa. Lượm hỏi một ông cụ ngồi bắt giận gần đó. Ông ơi, chứ hắn đã đau lâu chứ ông? E có đến tuần ni rồi, cơm cháo không ăn được, rồi cũng đến chết mất thôi. Lượm để ý, thấy phía trên đầu thằng bé, để cái ống bơ hoen dỉ, đựng một vắt cơm tù còn nguyên. Lũ giỏi bỏ ngang vào dọc, trên vắt cơm. Ông cụ nhìn nó lắc đầu buồn bã nói. Cờ khổ, không biết con cái nhà ai, ở làng xóm mô, nhỏ một tí rứa, không biết tội tình chi mà cũng bị bắt vô đây. Lượm cúi ép bàn tay trên chăn nó, sợ hãi kêu lên. Ui chào, nóng rực như bếp than, hắn đau nặng ri mà họ không cho đi nhà thương hả ông? Nhà thương nhà thiết chi, cái nhân mạng thằng tù. Ai đau thì họ mong cho chết, quăng xác lên xe bỏ chở đi, càng đỡ tốn cơm. Lượm sực nhớ, hồi còn làm liên lạc ở trung đoàn bộ, đóng trong mang cá. Có lần, nó cũng bị sốt chăn nóng hầm hập như thằng Ni. Chị y tá, nhúng chiếc khăn mặt đắp lên chán, nó thấy dễ chịu hẳn. Nó nói với Thúi. Mì đứng đây, coi chừng hắn, để tao chạy ra ngoài, hồ nước, kiếm chút nước đắp lên chán cho hắn, mày ra hắn đỡ đau. Lượm mượn ông cụ cái ống bơ Chạy vụt ra ngoài Lao thửa phủ lúc này chưa có nước máy Bọn giặc bắt tù đào cái hố rộng chừng hai thước Sâu chừng một thước Hàng ngày chúng bắt mấy người tù Kéo xe bò chở cái thùng phi ra sông Hương Lấy nước đổ vào hố Đó là toàn bộ nước ăn, uống Tắm rửa của hơn ngàn con người Mỗi lần nước xe về Tù chen chúc đến đặc quanh miệng hố Xách ống bơ, lon Xô đẩy nhau đến lấy nước Kêu le như vỡ chợ mấy thằng lính ngục dùng gậy vụt loạn xạ để giữ trật tự. Ai chen khỏe, múc được nước trong, ai chậm chân, chỉ còn gạn được ít nước bùn. Lúc này dưới đáy hố, chỉ còn lại một vũng sền sệt bùn, nhỏ bằng cái nón. Lượm cúi xuống hố, khéo lắm mới gạn được nửa ống bơ nước bùn. Nó xách ống bơ, chạy vô ba ti măng. Nó khẽ khẳng luồn cánh tay xuống gáy, đỡ đầu thằng bé lên. Kéo cái áo rách đang khối đầu, gấp một vạt áo lại, đặt trên trán nó. Nó nghiêng miệng ống bơ, dưới nước lên vạt áo, cẩn thận không cho chảy phí ra ngoài giọt nào. Vải áo thấm nước tràn xuống cằm, xuống má nó. Thằng bé bỗng thè lưỡi liếm những giọt nước tràn xuống hai bên mép. Thúi nói, hắn khát nước anh ạ. Nhưng nước ri, bùn thế này uống răng được. Thằng bé mở bừng mắt ngơ ngác nhìn hai đứa. Ánh mắt non dại, đau đớn, hầm hập lửa sốt. Nó lắp bắp nói, cho tôi xin hớp nước nhìn chút nước còn lại trong ống bơ tanh lợm mùi bùn lượm bối rối khổ sở nó không đủ can đảm kề miệng ống bơ vào miệng thằng bé nó chợt nhìn thấy ông cụ ngồi gần cánh cửa sắt vừa ăn cơm xong cầm cái lon đựng nước miệng lon bịt tờ giấy ông mở tờ giấy đưa ống bơ lên miệng nhấp từng ngụm nhỏ như uống nước sâm miệng ông chép chép ngon lành lưỡng lự một lúc lượm bước lại giọng nằn nì ông ơi ông quản nước cho cháu xin một hớp Hắn đang khát, tội lắm ông nở. Nó chỉ tay về phía thằng bé. Ông cụ nhìn lượm ngần ngừ. Nói thiệt với chú, nước ở đây còn quý hơn cả sâm cao ly. Loan nước ni là của mấy người tù làm quả vê mang về cho từ chiều hôm qua. Ông phải để dành dụm mãi, khi mô thiệt khát mới nhấp vải ngụ. Giọng ông cụ nghe thảm đến nỗi, lượm không dám nằn nì thêm nữa. Nhưng nó vừa quay đi, ông cụ gọi lại, đưa loan nước và nói. Còn lưng loan đó Cháu cho nó uống Dành lại cho ông mấy hớp Lượm đỡ loan nước Dạ một tiếng mừng rỡ Nó cùng với thằng Thúi Đỡ thằng bé ngồi dậy Ghé loan nước vào đôi môi khô nẻ của nó Uống tạm vài hớp Sợ thằng bé uống hết loan nước của ông cụ Lượm cho nó có cữ Ba cái nghiêng nhẹ miệng ống bơ Nó dừng tay lại Nhìn cái ống bơ Rồi mang trả cho ông cụ Thằng bé liếm môi thèm thuồng Nhưng không dám đòi thêm nó no có vẻ tỉnh táo, nhìn lượm và thúi hỏi. Hai anh chắc mới vô tù. Tôi ngó mặt thấy lạ. Ừ, được tuần ni rồi, nhưng bị nhốt trong xả lim. Sáng ni mới ra khỏi xả lim. Thúi nè, tao với mi đỡ hắn nằm lui ra một chút, nằm sát bên cứt với nước đái ri, chịu chi cho thấu. Thằng bé vội lắc đầu xua tay. Đừng, đừng, để tôi nằm đây cũng được. Nằm vô chỗ họ, họ đập chết. Lượm nói Được rồi, mi cứ để tao Người có chỗ có hỏi, để tao xin cho Hai đứa đỡ nó đứng lên Dìu đến quá giữa ba ti măng Chỗ này nền xi măng đỡ lấm láp hơn Rồi thỉnh thoảng mới có một vài con bò tới Hai đứa đặt nó nằm xuống Nó bỗng chống tay ngồi nhóm dậy Nói giọng hốt hoảng Không nằm chỗ ni mô Tại răng Chỗ ni là của lép sẹo Nằm vô, lán đập chết ngay Lượm quọ mặt nói Mi cứ nằm xuống đây hắn có vô đập tao chịu cho hắn cũng là thằng tù làm nghề ba gie móc túi chứ làm quý chi mà mi sợ hắn giữ nữa hắn mạnh lắm manh nờ mà hắn lại có võ thằng bé lơ láo nhìn ra phía cửa lo sợ thoảng thốt hắn cầm đầu một băng tù con nít toàn tụi trời đánh ăn cắp ăn trộm ở các chợ trong thành phố bọn tôi không ở trong băng hắn tụi hắn tha hồ bập tai đá đít ăn hiếp cắn răng cũng phải chịu đứa mồ ngò ngoe cái lại tụi hắn cho mũi ăn chẩu ngay trước tề chỗ nằm ni là của tôi Lép sẹo hắn đuổi tôi đi chỗ khác rồi họ dồn tôi gần sát cầu tiêu nghe nó kể máu trong người lượm sôi lên nó bật chửi tổ cha hắn chứ rửa mi làm chi mà bị bắt tôi làm liên lạc cho du kích làng tôi làng liễu cốc anh có biết không tây cản vô làng thằng lý trưởng hội tề khai là tôi biết chỗ du kích trôn súng tây hắn bắt tôi đập gần chết Bắt tôi khai chỗ trôn súng Nhưng ai dạy chi mà khai Mi vô tù đã lâu chưa Hơn hai tháng rồi Thúi ngồi xuống cạnh nó hỏi Cậu tên là Chi rứa Mình tên là Ngạnh Cha mình làm nghề cắt lưỡi câu mà Cha mình nói Làm người mà không khí khái Giống như lưỡi câu không có Ngạnh Là đồ bỏ đi Nghe Ngạnh nói Lượm và Thúi cùng bật cười Ngạnh cũng nhoảng miệng cười theo Rồi hỏi Thúi Rửa cậu làm liên lạc du kích cho làng mô rứa. Thúy ngượng nhịu lúng túng. Từ ngày nó bị bắt cùng với lượng, bị tụi an ninh gán cho cái tên tư giác, tình báo viên lợi hại của vệ quốc đoàn. Rồi sau năm ngày đêm cùng nằm xà lim với lượng, nghe đủ thứ chuyện hào hùng hấp dẫn của đội thiếu niên trinh sát, tự nhiên nó đầm mê cái tên tư giác, tình báo viên lợi hại và cảm thấy chán ngán cái nghề bán kẹo gừng tầm thường. Nó nhìn ngạnh nghĩ bụng. Thằng ngạnh cũng nhỏ bé, ốm yếu như mình chứ hơn chi. Rứa mà, nó cũng biết làm liên lạc cho du kích tây đập gần chết không khai chỗ chôn súng trừ mà nói thiệt với nó mình chỉ là thằng đi bán kẹo gừng thì ê chề quá nếu không có lượm chắc nó đã gật đại mình làm liên lạc cho du kích phố bao vinh bởi vậy mà nó ngượng nghịu lúng túng lượm như đoán biết ý nghĩ của nó nói luôn hắn với tao là trinh sát của trung đoàn trần cao vân tụi tao đánh đồn hộ thành rồi bị bắt ở trong ni mi có nghe nói trận hộ thành không có chứ cặp mắt ngạnh vụt sáng lên ui chao bom nổ dầm trời đang nửa đêm cả nhà lao vùng dậy hết ai cũng cầu trời cho bộ đội đánh vô thấu đây mở cửa lao cho tủ thoát nó thở dài tiếc nuối như phải bừng tỉnh một giấc mơ đẹp thúy đưa mắt nhìn lượm biết ơn nhưng lượm không chú ý nó còn mãi nghĩ đến chuyện ngạnh vừa kể nó hỏi tụi lép xẹo ăn hiếp tụi bay rứa mà người lớn họ không bênh à người lớn họ thèm chú ý chi đến chuyện con nít hở anh thấy đưa mồ bị tụi hắn đập bể đầu chảy máu họ cũng mặc kệ họ sợ dây vô tụi hắn tụi hắn thù thằng thúi ngó quanh quẩn hỏi không biết tối ni mình có chỗ ngủ không anh hè ngạnh nói cả ba ti măng tôi đến là chật kín người chen chân không lọt cả giữa lối đi họ cũng nằm ngang dọc hết chất lên nhau như mắm chỉ còn mỗi chỗ tê nó đưa tay chỉ khoảng nền xi măng gần sát bậc lên xuống cầu tiêu là chưa có người nằm thôi thúy dùng mình kêu lên nằm chung với giòi với cất giữa thì nằm răng được chẳng thể tôi đứng cả đêm còn hơn ngạnh nói đứng cũng không được mô đứng phía đầu người ta nằm thì ai cho đứng mà đứng phía nào chân thì vướng họ họ đạp cho bổ sắt bộ ngựa người ấy đi đạp qua người tê đạp về chỉ một lúc mà loài ruột mà chết dòi trên trần nhà vẫn rơi lộp độp trên nền xi măng. Nhiều con có lông có lá, ngon ngoe bỏ đến chân ba đứa. Lượm ngồi hai tay bó gối, nghe ngạnh kể, mắt chăm chăm nhìn mấy con giòi lông lá ngon ngoe bỏ tới. Nhìn hai cậu tiêu ngập ngụa cất đái, lành bành giấy, xé rách. Nhìn khoảng nền xi măng lúc nhúc giòi mà đêm nay nó phải nằm lên đấy mà ngủ. Một nỗi buồn khổ chán ghê gớm, chưa từng thấy, từ đáy lòng dâng lên, làm nó nghẹt thở, chân tay rã rời cũng chưa bao giờ cái cảm giác bơ vơ đơn độc xâm chiếm và làm tan nát trái tim non nớt của nó như lúc này nó muốn òa khóc muốn chết nó gục mặt xuống đầu gối một ước muốn điên khùng bỗng dâng lên trong óc nó là có một trái bom thật to to bằng chục trái bom giật sập cầu trường tiền dạo nọ bất thình lình rơi thẳng xuống đây bom nổ rung trời chuyển đất phá sập tan tành cả nhà lao gớm ghiếc này nó cũng sẽ tan tác theo luôn trong tiếng nổ dữ dội ấy thả chết quách như dứa còn hơn trong lúc đó, ngoài sân lao, lép sẹo cùng đàn em của hắn đang bản tán sôi nổi về hai thằng tù ma mới. Tuy mới tạm thời hạ nhục hai thằng đó, nhưng lép sẹo vẫn chưa ưng bụng. Nó muốn hai thằng đó phải thầm phục khiếp đảm nó, như bọn tù con ít khác trong lao, như tụi đàn em của nó. Chứ có mô dám ngang nhân đối đáp với mình như kẻ ngang hàng. Láo, lép sẹo lập tức la lối lên. Lép sẹo năm đó vừa tròn 16 tuổi, nhưng đã khá nổi danh ở khắp tất cả các chợ ở Huế, là một tay móc túi tài ba, liều lĩnh và gan góc. Nó được các bậc đàn anh trong làng đao búa quen tên biết mặt, và cũng thường được các bậc đàn anh dù tham gia các vụ mần ăn như dỡ ngói, khoét ngạch, trộm các nhà hàng buôn bán lớn, đâm thuê, chém mướn. Điều này làm cho lép sẹo rất đỗi hãnh diện. Thật ra, quân trộm cắp du đãng cũng có niềm vinh quang kiêu hãnh của riêng chúng. Đó là niềm kiêu hãnh về tài trộm cắp, về sự táo tợn, gan liều của chúng trong lúc hành nghề. Trong dân chúng đã từng có không ít những lời đồn đại, những giai thoại về tài nghệ gan liều của một số nhân vật trộm cắp khét tiếng. Những lời đồn đại, những giai thoại đó đã tạo nên vinh quang và niềm kiêu hãnh cho chúng. Và chính niềm kiêu hãnh và vinh quang bệnh tật này đã bóp chết trong chúng sự tự hổ thẹn và nỗi giàn vặt vốn có trong bản chất của mỗi con người khi làm những điều xấu xa tàn bạo. Và cũng đã làm cho chúng càng ngày càng say mê lấn sâu vào con đường tội lỗi cho đến khi hết phương cứu chữa. Tuổi trẻ đều có ước mơ, lép Sẹo, Tên kẻ cắp du đã 16 tuổi cũng có ước mơ của nó là sẽ trở thành một tay sừng sỏ trong làng đao búa. Từ những năm thơ dại, đầu óc nó đã trồng chất không biết bao nhiêu chuyện chọc trời khuấy nước của các tay du côn anh chị tứ xứ. Một trong những niềm ham thích lớn của kẻ du đãng trộm cắp là tạo được uy quyền trong bất cứ hoàn cảnh nào, tạo nên bằng sức mạnh của quả đấm và nỗi khiếp sợ của kẻ yếu thế điều này lép sẹo cũng hấp thụ được từ ngày mới vào nghề qua các bậc đàn anh và in hẳn sâu đậm trong ký ức của nó sau khi bị vào tù vì tội rút nhầm vĩ của một tên đại úy cảnh sát mặc thường phục lép sẹo lập tức tìm cách tạo uy quyền cho nó nó lần lượt gây sự và đánh đập rất tàn bạo những đứa sàn sàn tuổi nó đập cho tụi hắn phải sợ đến ba đời như nó vẫn thường nói vừa sát mặt là gây sự đập lộn luôn đập phủ đầu làm cho đối phương không kịp trở tay không kịp tĩnh trí để đối phó, chỉ còn biết cúi đầu van lạy xin tha. Điều này lép sẹo cũng lĩnh giáo được ở các bậc đàn anh. Quả nhiên, vào tù mới mươi hôm, lép sẹo đã làm cho tụi tù con đi thất kinh khiếp đảm, không còn đứa nào dám ho he chống cự. Dần dần, nó tập hợp được bọn đàn em hơn chục đứa, đều là bọn trẻ vào tù vì tội ăn cắp, móc túi. Hắn lập thành một băng. Băng của lép sẹo được cả lao biết đến, và ngay cả tù người lớn cũng phải sợ hãi kiêng rẻ để băng khoán đỡ quấy phá, trộm cắp đồ đạc của mình. Nhiều anh tù quẩn lo lót chiều chuộng nó, cho nó ít nhiều thức ăn, tiền của gia đình tiếp tế hoặc các thứ kiếm được của tây trong khi đi làm cỏ về. Điều này đặc biệt làm cho lép sẹo vinh vang khoái chí, nhất là với đám tù quan nít không ở trong băng của nó. Nó tha hồ hành hạ đánh đập. Nhiều đứa là liên lạc của bộ đội du kích bị bắt, cầm bọn băng lép sẹo lắm, nhưng thân cô thế cô, chúng phải chịu đựng, nhịn nhục và càng ngày lép xẹo càng lên mặt làm già. Nhưng hành hạ ra bay mãi với bọn quen mặt, lép xẹo đã chán. Nó mong có những đối thủ mới. Và sáng hôm đó, nó may mắn với được lượm và thúi, hai thằng ma mới. Lúc nó sai lượm nhặt tàn thuốc lá là cốt để kiếm cớ gây sự. Nó chỉ đợi hai đứa cãi lại một vài câu là hắn sẽ nhào tới, đập vô mặt. Nhưng thái độ đàng hoàng chứng chạc của lượm làm lép xẹo bị hững. Nó chưa kịp phản ứng gây lộn tiếp, thì thúi đã khôn ngoan cầm tay lượm kéo tránh đi chỗ khác lúc lượm và thúi đi khỏi lép sẹo nghĩ lại càng thấy tức bọn đàn em tiếc mất xem một pha đập lộn hấp dẫn <laughs> bọn đàn em tiếc là mất xem một pha đập lộn hấp dẫn đua nhau khích bác đại ca lép sẹo thằng đó quay chừng cứng cổ ta chưa chừng hắn có võ cũng nên đụng vô hắn e không khỏi sức đầu mẻ chán với hắn lép sẹo giận sôi chít nhổ nước bọt qua kẽ răng Nó nhổ xa đến nỗi bọn đàn em nhìn theo phục lăn Nó nói mặt hầm hầm Võ chi, võ môn hay võ khoai Rồi tụi bay coi thẳng ni Hắn vỗ bùm bộp và trái tim cắm dao găm Ở xăm ở giữa ngực Sẽ bắt cả hai thằng đó Phải lệ từ giái ta lại lên Lép sẹo sai một thằng trong băng Có miếng thịt thừa đuôi mắt trái Chạy vô ba tim măng Coi hai đứa tủ mới làm chi trong đó Thằng này dạ một tiếng thật to Rồi chạy đi theo lệnh của đại ca Lát sau, thằng này chạy ra, kể vanh vách chuyện lượm và thúi săn sóc thằng Ngạnh và việc hai đứa dám rời chỗ nằm của thằng Ngạnh đến chỗ của đại ca. Lép sẹo hừ một tiếng dữ tợn, đứng phát dậy nói. Rứa là tụi hắn muốn qua mặt ông nội tụi hắn đây. Tao phải vô đập, dập tụi mặt hắn mới được. Hắn kéo cả băng đi vào ba tì măng một. Bọn đàn em mặt dạng dỡ thích thú vì sắp được dự một trận đấm đá ra trò mà phần chắc thắng thuộc về chúng. Trong ba tì măng, Lượm hai tay vẫn bó gối, ngồi gục mặt lặng im, không nhúc nhích. Hai vai lượm bỗng rung nhẹ nhẹ. Mặc dầu cố hết sức kiềm chế, nhưng nó không sao ngăn nổi những giọt nước mắt uất giận, bất lực, buồn khổ, trào ra. Thúi và ngạnh cũng đoán biết là lượm đang khóc. Tự nhiên, chúng cũng mũi lòng khóc theo. Hai đứa ngồi sát vào nhau, mắt đau đáu nhìn hai vai lượm. Thúi ra sát ngạnh thì thầm. Anh nỡ là gan cóc tía đó. Hai lần vượt tù, làm cả tia an ninh, sợ mật thám tay sớn rớn Trừ mà anh như rứa Chắc là anh bị đau Vừa lúc đó Ngoài phía cửa có tiếng lao sao Tiếng bước chân dậm dịch Lượm nghe tiếng nhưng chẳng buồn nhìn lên Ngạnh nói giọng run rẩy Thôi chết Tụi lép sẹo. Nó định lết về chỗ cũ nhưng không đủ sức Nó nằm vật xuống nền xi măng Người co lại như con tôm khô Sẵn sàng chịu đấm đá của tụi lép xẹo Thúi cuống quýt lay vai lượm anh lượng anh lượng tụi khi hồi kéo vô đông lắm lượng ngẩng mặt lên bằng lép sẹo đã bước qua cánh cửa sắt lép sẹo đi đầu tụi đàn em nhăn nhở kéo theo sau lép sẹo bước đi hai tay khuỳnh khuỳnh vạt áo mở phanh làm điệu bộ ngang tàng anh chị nó đi thẳng đến bên ngạnh đứng chạc hai chân chửi cố tổ mi ai cho mi được nằm chỗ ni mi không biết đây là chỗ cố tổ mi nằm à ngạnh ngước nhìn lên lắp bắp tui lỡ anh nỡ nói tôi tới đây nằm Chứ tôi có dám mô Rửa án xui mi ăn cứt Mi cũng ăn à Bốp Lép sẹo co chân đã thốc một cú giữa bụng thằng ngạnh Ngạnh ôm bụng kêu ối Lép sẹo co chân Định đã tiếp cú thứ hai Thì lượm đứng phát dậy Không nói không rằng Và nhanh không tưởng được Lượm nhào tới Bùng tay hết cỡ Đấm tạt ngang vào chính giữa quay hàm lép sẹo Cú đấm mạnh đến nỗi Quay hàm lép sẹo Nghe thấy một tiếng rắc Lép sẹo chính choáng, loạn trọn hẳn người về phía sau. Không để lép sẹo kịp phản ứng, lượm trồm theo, đấm liên tiếp hai cú và hai bên thái dương, đồng thời một chân rộng thẳng vào giữa bụng nó kêu hự. Lép sẹo tối tăm mặt mũi, ngã nhào xuống nền xi măng. Đầu nó kêu cốp như tiếng gáo rửa ráng mạnh. Không để cho lép sẹo kịp cựa quậy, lượm nhảy lên người hắn. Hia mắt lượm đỏ kè, răng nghiến mạnh, tay túm tóc lép sẹo, kéo giật đầu nó lên, rộng liên tiếp xuống nền xi măng. Cốp, 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 một tay rộng một tay nó đấm tới tấp vào giữa mặt lép sẹo mặt lép sẹo tràn máu bàn tay lượm cũng đỏ lòm những máu vì đấm phải răng lượm đánh lép sẹo không phải chỉ bằng sức mạnh man dại của nỗi tức giận mà cả với nỗi uất ức buồn khổ bị dồn nén lép sẹo to con và khỏe hơn lượm nhiều lại có cái gan liều của quân trộm cướp nhưng lúc này nó phải khiếp đảm thật sự lép sẹo đã trăm lần đánh lộn tay không có dao có vỡ đầu toạc mặt là chuyện thường nhưng chưa bao giờ nó gặp địch thủ cũng dũng mãnh đến như lượm e hắn giết mình luôn có ý nghĩ đó xuyên qua đầu hắn như một ánh chớp hắn kêu rú thất thanh cứu 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 tao với bọn đàn em lép sẹo hơn chục đứa từ nãy tới giờ đứng giạt ra một bên nhìn thấy lượm đập đại ca hung dữ đến nỗi làm chúng sợ đến tròng con mắt chúng đứng nhìn chân chân đầu óc mụ đi vì sợ chúng quên cả việc xông vô cứu đại ca tiếng kêu cứu của lép sẹo đã kịp thời lai tỉnh chúng chúng a lên một tiếng nhảy xô hết vào lượm đứa túm tóc đứa túm cổ đứa túm tay chân kéo vật ngã lượm xuống nền xi măng lượm vùng vẫy cố thoát ra nhưng không sao thoát nổi lép sẹo trồm ngay dậy ngồi đè lên lượm đấm trả với tất cả nỗi nhục nhã hận thù và bọn đàn em cũng gầm ghẻ la hét hè vào đấm đá cào cấu lượm lép sẹo vừa đấm vào mặt lượm vừa gào to như đã hóa dại với cái miệng ròng dòng máu Giết chết cha hắn đi cho tao Giết chết cha hắn đi cho tao Không quản phân biệt đứa nào với đứa nào Chúng xoắn chặt lấy nhau thành một nùi Như nùi rẻ rách Mấy ông già, mấy người tù bệnh Nhìn đám trẻ đánh nhau, sợ đến cứng lưỡi Họ cuống cuồng, vơ áo quần Loan cơm, bơ nước Chạy nép vào một góc cuối ba ti măng Sợ đám đánh nhau lỡ, cũng cháy lan như lửa Nếu không có thẳng thúi Thì chắc hôm đó tụi băng lép sẹo Đã đánh chết lượng Trong tù, chuyện đánh lộn nhau đến thành án mạng không phải là chuyện hiếm. Khi thấy bọn lép sẹo nhảy trồm vô lượng, thúi chạy lọt ra ngoài. Vừa chạy, nó vừa la to chuyển cả khu nhà lao. Các bác cai tù ơi, tụi hắn giết người, tụi hắn giết người trong tê. Thế mới biết, quả đấm có sức mạnh của quả đấm, cái miệng có sức mạnh của cái miệng. Tiếng kêu la ba làng cũng nghe của thúi, làm hai tên gác ngục đang đứng ở lớp sân ngoài cũng phải hoảng hồn. Chúng đoán là có một vụ đánh nhau, giết nhau rất ghê rợn, đang xảy ra trong ba ti măng mới có tiếng kêu váng trời đến như vậy. Mà trong tù, để xảy ra án mạng, chúng phải chịu vạ lây. Một điều sẽ phạt giam chúng hoặc ít ra cũng cúp lương của chúng. Chúng sách súng, cầm dai cặc bò, nháo nhào chạy vô lao. Chúng xông vào ba thi măng một, thấy toán tù quan nít đang la hét như điên dại và xoắn thành một cục mà đấm đá. Chúng gầm lên. Bọn bay định giết nhau để đổ họa cho choa à. Chúng vùng roi quật tới tấp lên đầu, lên cổ bọn con nít đang nằm đè lên nhau bị đánh quá bất ngờ bọn trẻ ré lên vùng bỏ chạy tán loạn đứa nào cổ đầu lưng cũng phật phồng ngang dọc những lằn roi chỉ còn lại một mình lép sẹo đang cưỡi đè lên bụng lượm thấy mặt lượm đầy máu chúng cho rằng lép sẹo đang định giết lượm một thằng lính ngục nổi điên đạp lép sẹo ngã lăn ra đất rồi cả hai tên hẻ nhau quất lép sẹo túi bụi lép sẹo lăn lộn dưới đất kêu la hắn định giết tôi mi muốn ra gan hả mi lại còn chối à mi là thằng đầu trộn đuôi cướp quân ba dè móc túi giết người không gớm tay tổ cha mi chứ hai tên lính vừa chửi vừa hé nhau quất lép sẹo tới tấp hơn lép sẹo rên gì con lạy hai bác oan con oan con oan này oan này trái tim có con dao găm xăm trên ngực lép sẹo hứng roi nhiều nhất tóe máu như quả tim thật lép sẹo gần như chết giấc hai tên lính mỗi tên cầm một tay nó lôi sành sạch ra khỏi ba tim măng lặng nó xuống sân một tên lính chỉ cây roi vào giữa khuôn mặt sưng vù của nó dọa ông truyền đời cho mi lần sau còn dở thoái du côn giết người ông tống vào xà lim cùm chân lại cho chết dục trong xà lim trong ba tim măng thúi ngạnh và mấy người già yếu xúm lại chăm sóc lượm trận đập lộn không cân sức làm lượm gãy mất hai răng cửa trong đó có cái răng sứt mũi bị dập máu mũi máu miệng chảy đó lòm ướt cả vạt áo trước ngực đuôi mắt trái bị rách cặp môi sưng vèo và khắp mình mẩy không chỗ nào không bầm tím. Hai bàn tay lượm vẫn còn chảy máu vì đấm phải răng lép sẹo. May mà lượm không bị hai thằng lính ngục quất roi vào. Thúi cởi phăng cái áo đang mặc, ngồi xuống, lựa chỗ sạch, lau máu trên mặt lượm. Vừa lau, vừa mếu méo, méo khóc. Thằng ngạnh bị cú đá vào giữa ngực của lép sẹo, đau đến muốn tắt thở. Sau cú đá, nó thoáng nghĩ. E mình chắc chết. Nó nhắm nghiền mắt, người uốn cong lại như con cuốn chiếu đợi đoán nhận cú đá thứ hai thứ ba của lép sẹo nhưng thật không ngờ chính lép sẹo lại bị ngã nhào xuống nền xi măng sát ngay cạnh nó nó nằm gần như chết lặng vì kinh ngạc hai mắt mở tròn xoe nhìn lượm nhào tới cưỡi đè lên bụng lép sẹo túm lấy tóc hắn mà rộng đầu xuống nền xi măng côm cốp vẻ mặt giận dữ đến điên cuồng của lượm trong khoảnh khắc đó hằn sâu vào cho ánh sáng trong ký ức của ngạnh mãi đến tuổi lớn khôn chính cái vẻ giận dữ điên cuồng của lượm lúc chừng trị lép sẹo đã kéo nó ra khỏi tình trạng khiếp nhược bấy lâu nay và làm sống lại trong trái tim thơ dại của ngạnh niềm kiêu hãnh của người chiến sĩ du kích khi thấy cả băng lép sẹo như đàn chó ngao la ré chồm và cắn xé lượm nó liền vùng ngay dậy loạn choạng đến chỗ góc tường sát hai cái hố xí hỏng ở đó có một cái hốc nhỏ nhưng khá sâu mà chỉ một mình nó biết nó móc trong hốc ra một cái đanh hai mươi phân cách đây hai tháng sau khi bị mấy cú đá cái tát đầu tiên của lép sẹo nó đã đổi hai vắt cơm tù cho một thằng bé khác lấy cái đinh này Nó cặm cụi bí mật Mài rũa đinh trên nền xi măng Cho đến khi nhọn hoắt như mũi rùi Nó định bụng sẽ dùng mũi đanh Đâm chết thằng lép sẹo để rửa nhục Nhưng rồi nó không dám Nó sợ không đủ sức giết chết lép sẹo Mà có thể bị chính lép sẹo đâm chết Trước bằng mũi dao găm Nó đã trông thấy con dao găm đó Lép sẹo thường dắt ở cặp quần Phía sau lưng Cuối cùng nó tìm cái hốc này Và giấu cái đinh vào đó mỗi lần bị lép sẹo hành hạ đánh đập nó lại nghĩ đến cái đinh và ấm ức khóc một cách cay đắng vì sự hiền nhát của mình lần này nó quyết dùng cái đinh để đâm lép sẹo cứu lượn người đã liều chết bênh vực nó nhưng vừa định chạy về chỗ đánh nhau nó bất thần ngã quỵ không sao gượng đứng lên được nó kiệt sức nó ốm gần tuần nay và hai hôm vừa rồi không có hột cơm hột cháo nào vào bụng đám đánh nhau tàn nó bỏ bốn chân đến với lượn trong bàn tay vẫn thủ chặt cái đinh Thúy đang thấm máu trên môi và đuôi mắt sưng vèo của lượm. Nó cố hết sức nâng đầu lượm lên, rồi chuối cái áo rách của nó xuống dưới, làm gối cho lượm. Ông cụ uống nước lã như uống sâm, mang cái lon nước còn lại mấy ngụm, đưa cho Thúy nói. Cháu cho chú ấy uống vài ngụm cho tỉnh. Ông cụ bắt giận, móc túi áo ra một gói giấy vàng ố. Ông cẩn thận mở gói ra. Bên trong, đựng chừng ba muỗng đường cát đã chảy nước. Hảo phóng chút bớt một nửa vào lon nước rồi thò luôn tay chỏ vào lon ngoáy máy cho tan đường thúy đưa lon nước cho ngạnh cầm cô hết sức đỡ lượm dậy mếu máo dỗ dành anh cô uống tí nước đường cho tỉnh anh nước đường của các ông cho đó ngạnh kề miệng ống bơ và cặp môi sưng vèo của lượm mà 15 phút trước lượm kề vào môi nó ông cụ cho nước nhìn lượm khó nhọc đau đớn nuốt từng ngụm nước nói với mấy ông bạn già giọng cảm kích tôi gần bảy chục tuổi đầu mắt tôi ngoa thấy hàng trăm trận đập lộn người lương thiện đập lộn nhau cũng có quân trộm cắp đập lộn nhau cũng có như chưa từng thấy ai đập lộn nhau dữ tợn như cái chú ni mà cũng chỉ để binh vực cho người bị ức hiếp lộ kiếm bất bình loạt kiếm tương trợ giữ đường gặp chuyện bất bình rút ngay gươm giúp đỡ thì ra bậc hào hán không cứ chi phải vai năm tắc rộng lưng mười thước cao như từ hải để sửa sang lại thật nhanh thành phố huế vừa chiếm được bọn pháp cần rất nhiều nhân lực nhà lao thừa phủ đã cung cấp một nguồn nhân lực khá lớn cho hàng trăm công sở mọc lên ngày một nhiều trong khắp thành phố. Chỉ riêng việc phục hồi xây dựng lại nhà máy điện bị ta đánh sập hoàn toàn trong thời kỳ mặt trận Huế. Mỗi ngày bọn giặc đã lấy gần 200 tù đến làm việc, gọi chung là làm quả V. Nhiều công sở khác cũng lấy tù làm quả V, nhiều không kém như là kho đạn, kho quân nhu, nhà máy xe lửa, nhà máy hải quân, vân vân. Để đáp ứng được đòi hỏi nhân lực ngày càng tăng quân giặc ra sức càn quét bắt bớ dân chúng khắp các làng mạc chúng chiếm đóng không chỉ riêng thừa thiên mà cả quảng trị quảng bình tất cả chúng đều gọi là việt minh bất kể ông già con nít những tháng đầu năm bốn bảy số tù bị bắt đưa về lao thừa phủ đã lên tới gần hai ngàn bởi vậy nhà lao đã biến thành một trại tập trung khổng lồ ô hợp hỗn độn hết chỗ nói sáng sớm từ sáu giờ ô tô các công sở có lính mang súng đi áp tải từ khắp các ngã đường trong thành phố rùng rùng chạy đến Đỗ Thành dễ dài trước cổng lao nhận tù đi làm. 4 năm giờ chiều, ô tô lại chở tù về trả nhà lao. Làm cỏ V phần lớn hết sức nặng nhọc. Anh em tù nhân phải lao động dĩnh trận mưa roi và báng súng của bọn lính gác. Phần lớn bọn này là lính Âu Phi. Tất cả vốn liếng tiếng Việt của chúng chỉ gồm có mấy tiếng. Việt Min, Mao lên. Những tiếng không biết chúng thay bằng roi cặc bò và báng súng. Tuy vậy, tất cả tù đều thích đi làm cỏ V tuy phải lao động nặng nhọc bị đánh đập nhưng suốt ngày họ được ở nơi thoáng đãng khỏi phải ngửi mùi cứt đái được tắm táp và may mắn hơn có thể có dịp trốn tù một số công sở thỉnh thoảng bọn giặc cho tù bánh mì cơm thức ăn thừa đồ hộp hỏng những người tù nào may mắn rơi vào các công sở này coi như vớ bở khổ nhất vẫn là người tù già yếu tù con nít những người bị giam xẻ lim ca sô họ không bao giờ được đi ra ngoài ngày ngày Họ phải làm công việc dọn vệ sinh cất đái trong các ba ti măng. Bọn lính ngục, nhất là tên chúa lao một tiếu, đánh đập họ suốt lượt. Bởi vậy, họ nhìn những người tù sáng sáng bước ra khỏi cánh cửa sắt, lên xe đi làm quả vê bằng ánh mắt thèm thuồng ghen tị. Đến chiều, họ chăn trúc trước cánh cửa sắt, đón các toán tù đi làm về để xin nước, xin thức ăn thừa. Cũng có một số ít người cho, nhưng phần đông họ đều ngoảnh mặt làm ngơ, thu dấu những lon nước loan đồ ăn thừa dưới vạt áo. Thẳng thúi, với sự thao vát của con nhà kẻ khó, thích nghi rất nhanh với hoàn cảnh. Nó kiếm được hai ống bơ, đục lỗ buộc quai, luồn lách qua chân những người lớn, nhoi nhoi ra đứng ở phía trước. Toán tù nào đi qua, nó cũng chìa hai ống bơ ra, hỏi xin với giọng vật này thật tội nghiệp. Cho con xin hớp nước lạnh chú, tội con lắm chú nờ. Giọng kêu xin và dáng còm nhom của thúi, làm cho cả những người sắt đá cũng phải động lòng bởi vậy mà chiều nào nó cũng xin được đẩy hai ống bơ nước có khi đồ ăn đem vào ba tí măng cho lượm và thằng ngạnh một mình nó bây giờ phải nuôi hai người ốm không khôn ngoan tháo vát sao được có lần nó xin được cả một miếng thịt bò hộp bằng nắm tay nó xách lon đựng thịt bò chạy như bay vào ba tí măng đặt xuống cạnh lượm và ngạnh mắt sáng long lanh vì vui thích và đắc chí trước kỳ công vừa lập được thấy chưa thịt bò hộp chính hiệu đó nghe nó moi miếng thịt bò trong lon Đưa ra trước mặt hai bạn Giọng khoe khoang hứng chí Nó bẻ cục thịt làm hai Đút cho lượm một miếng và ngạnh một miếng Còn nó thì mút mười đầu ngón tay Mút khá cẩn thận Thú ý kết thân thêm được một bạn Trong cái buổi chiều đầu tiên ra xếp hàng lĩnh vắt cơm Bốn giờ rưỡi chiều Tù đi làm quả vê các công sở Về gần đông đủ Từ trên tròi canh Một hồi kẻng gióng vang lên Khắp sân lao hàng ngàn cái miệng tù nhạy lại tiếng kẻng. Cơm, cơm, cơm. Vừa gieo nhại, vừa túa ra sân lao đẳng trước, tự động xếp thành hàng năm, dọc theo bờ tường, suốt từ đầu sân đến cuối sân. Tất cả ngồi chệt xuống đất, mắt hao háo nhìn ra cổng lao. Hai tên lính ngục cầm hai cây gậy cha dài như hai cây xào, trèo lên ngồi lắt lẻo trên cảnh cây cơm nguội như hai con vượn. Hai tên này có nhiệm vụ kiểm soát tù lĩnh cơm đề phòng những tù nhân lợi dụng lúc lộn xộn lĩnh hai vắt hoặc chạy vòng ra phía cuối hàng xếp hàng lĩnh thêm vắt nữa bọn cai thầu bếp nhà lao khiêng từ bên ngoài vào bốn chiếc băng ca chất đầy cơm vắt mỗi vắt cơm khoảng hai bát cơm úp lại một cái chảo lớn han dỉ đựng muối mỏ mà thoạt nhìn túi tưởng phèn chua nó lo lắng nghĩ bụng ăn cơm với phèn chua thì ăn răng được hè phần đông những người tù già yếu và bọn tù con nít xếp gần cuối hàng trong số này có mấy đứa trong băng lép sẹo Thúi nhận ra chúng Vì lưng mặt cổ Đứa nào cũng vắt ngang vắt dọc những làn roi Chúng vừa thấy Thúi từ xa Đã chỉ trỏ xì xào Hắn đó chính thằng nỡ Không có hắn là tiếp cứu Chuyển lao thì thằng Tê bữa ni coi như rồi đời Tổ cha hắn Răng mà miệng hắn nhỏ như cái khu gà Mà la to rứa không biết Một thằng chửi Tay sờ lên vành tay dớm máu vì bị roi quất Hắn làm tao suýt chút nữa thì sứt mất tay tao sẽ xéo tay hắn cho bay coi lãnh cơm xong tụi ta súm lại dần như dương hắn ra nghe nhưng tao khiếp cái miệng hắn lắm bay nờ những câu bản tán ấy lọt tai thúi chân nó tự nhiên khựng lại nó muốn quay lại co giỏi chạy vô ba tim măng với lượn tụi hắn đập mình chết mất chẳng thay nhịn đói quản hơn nó nghĩ vậy chưa kịp bỏ chạy thúi bỗng nghe có tiếng gọi ê Thằng to miệng Xếp vô đây đi Đây còn chỗ Một đứa chạc tuổi nó Mặt mũi liến láo Mắt tròn xoe gọi Thúi Chỉ một chỗ trống bên cạnh Thúi nhìn nó Ngần ngừ một lúc Rồi bước tới ngồi xuống Hàng của hai đứa cách hàng của tụi băng lép sẹo Hai hàng Anh nớ mô rồi Đang nằm trong tê Anh nớ ghê thật Đập lép sẹo dập cả sông mũi Đầu sưng như trái bưởi Lại gãy cái răng cấm Giọng thằng bé trầm trồ than phục Thúy nói to Cốt cho tụi ngồi sau nghe tiếng Đổ lép sẹo đã thấm béo chi Hồi đánh nhau ở Huế Anh ấy còn lấy đá Gà vỡ tan đầu một thằng Tây Đen To như cột đỉnh Chắc anh nữa có võ Không có võ mà đập chết được lính Tây Đen Rớp mi Cũng biết ít miếng Nhưng giỏi răng bằng được anh nữa Rớp mi với anh nữa Làm chi mà bị bắt Giật bom đồn hộ thành Mi chưa nghe nói à rứa mi làm chi Tao là lanh liên lạc của du kích huyện phong điền tao chưa được giật bom nhưng súng mút cơ tông được bắn hơn chục phát nghe đổ súng mút cơ tông ăn thua chi giật bom mới khiếp ở với lượng ít lâu mà giọng thằng thúy bán kẹo gừng đã ra vẻ là một vệ quốc đoàn kỳ cựu xông qua trận mạc đã nhiều từng hàng năm người một đi lĩnh cơm vắt cơm tù vừa nhỏ vừa sống vừa khê cũng khối anh tù định giờ trò sập xí sập ngầu cũng thêm vắt nữa nhưng bóp 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 những cú gậy sấm sét từ trên cây cơm nguội phang tới tấp xuống đầu xuống cổ làm họ phải thả vội vắt cơm định cuỗm xuống đống cơm tuy chúng kiểm soát gắt cao như vậy nhưng vẫn khối anh vớ được hai vắt đặc biệt tài tình là tụi băng lép xẻo chúng nhanh liều mạng và dặn đòn không thể tưởng tượng được chúng làm cho hai thằng lính ngục trên cây cơm nguội phải hoa cả mắt chúng múa gậy quất tứ tung la hét tụi bay định ăn cắp hả định ăn cướp hả thằng thúi nhìn cảnh tượng đó rụt cổ đẻ lưỡi nói tham chi thêm vắt cơm, bị bể đầu như chơi. Thằng Lanh nói giọng cười cợt. May nhờ dùi chịu, sợ cóc chi. Không may bể đầu chảy máu, may thì được thêm vắt cơm nữa thì no. Đến lượt tao, tao cũng liều cú chơi. Bốp bốp, bỏ xuống, bỏ vắt cơm xuống ngay, cố tổ bay. Tiếng gậy phang, tiếng hai tên lính ngục khét lác oang oang. Muốn no, răng không chịu ở nhà làm ăn, lại đi làm cộng sản. Thúi qua rúm người, như chính nó đang bị đánh ui chào họ đập hơn đập chó tê tê mi coi anh nỡ bị đập sứt tai máu chảy đỏ cả mặt túi giật tật tay thằng lanh chỉ một anh tù đang lau máu trên mặt nhưng thằng lanh còn mải nhìn chỗ khác nó hoác miệng cười reo lên ơ anh tù điên anh tù điên nhìn theo tay lanh chỉ thúi thấy trong hàng người bước đến lĩnh cơm có một người bộ dạng ván mặc rất kỳ cục tức cười đầu anh ta đội cái mũ bằng bìa cứng quận thành hình phễu giống như cái mo giải úp chân vại tương. Mũ có quai cẩn thận bằng dây thép vòng qua cằm, cái áo vest tông lũi xé bò cổ và hai ống tay áo, cái quần sót còn mới nhưng rách trước rách sau như tự ý xé ra. Anh ta chạc 40 tuổi, râu ria lởm chớm, mặt mũi lem luốc như bôi nhọn nổi. Ngực anh ngưỡng ra đằng trước, dơ cao hai chân, vừa bước vừa hô ắc ê, bước đến lĩnh cơm như lính đi diễu bình. Nhiều người vỗ tay, hoan hô điên, hoan hô điên anh tủ điên hô to gác predante đăng tê ừ anh đứng nghiêm trước mặt tên đầu bếp phát cơm gõ hai quát chân đánh bột đưa tay lên vành mũ cắt tông chào theo lối nhà binh bông rua. mang lia tê răng mà đoái cái bụng đoan nêm hai vắt 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 cái con thẳng phát cơm chửi và đưa cho anh một vắt cơm lê cút anh điên vẫn đứng nghiêm một tay cầm vắt cơm tay kia vỗ bụng bồm bộp bồ. mà đói bụng đoan nê thêm một vắt đi bộ điệu anh làm thằng phát cơm phải phì cười hắn đưa cho anh thêm một vát bị mẻ mất một miếng rồi qua chân đa bốp và đít anh phút lăng căng mẹ mới đi anh điên cầm vát cơm đưa lên miệng tưởng sắp cắn ăn nhưng không anh giơ cao chân bước đi theo nhịp ắc ê và dùng vát cơm làm cái kèn thổi tin 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 thằng túi hóc mồm nhìn anh tù điên không chớp mắt ngạc nhiên thích thú giống như lúc nó nhìn các ống điếu, trên miệng một điếu nói mà không rớt. Nó bật cười lên. Hơ, hơ hơ Thằng Lanh giật tay nó kêu. Lĩnh cơm đi mi. Hai đứa cùng hối hả chạy lên, đuổi theo những người cùng hàng. Lanh chạy vội quá, vấp vào cái cáng băng ca, ngã chuối xuống mặt đống cơm. Thằng phát cơm quát. Tổ cha mi, chạy đi mô mà như chạy điên cướp chứ hả? Lanh gượng đứng dậy, rụt đầu rụt cổ, một tay luồn vào vạt áo rộng thùng thình, ôm bụng miệng la bay bài. Tùy lỡ, tuy lỡ, các bác đừng đập tui mà tội. Lanh chìa bàn tay không ôm bụng ra nhận vắt cơm, mặt nhăn nhó miếu máu. Nhìn điệu bộ nó, ai cũng tưởng nó đang bị cái que nhọn, thọc vào giữa ruột. Thúy đứng cạnh lành, chìa tay ra nhận vắt cơm, nhưng mắt vẫn ngớp ngớp, ngó theo anh tủ điên. Lành phải huyết cùi tay và sườn nó ra hiệu. Hai đứa cầm hai vắt cơm, chạy ra một góc sân lao cố ý tránh xa bọn trong băng lép sẹo đang ngồi túm tụm dưới chân tường đá dãy ca sô thúy lo lắng hỏi bạn cậu bổ rứa có đau không cậu tưởng tớ bổ thiệt à lanh hỏi lại cặp mắt lé hấp háy anh lên vẻ tinh nghịch nó rút bàn tay đang ôm bụng ra khỏi vạt áo coi đây này té ra trong bàn tay nó là một vắt cơm nữa nó nhìn thúi cười hề hề tớ giả đò bổ đó chứ vừa chui xuống đống cơm đã tớ đớp luôn một vắt đút vào trong áo rồi giá đó như đang ôm bụng đứng lên làm cho tụi hắn mở mắt không đập nó chắp chắp miệng giọng tiếc rẻ nói thêm cơ chi bàn tay tớ qua bằng bàn tay người lớn thì tớ đã cầm thêm được một vắt nữa thúi trầm trồ cậu tài thiệt còn tài hơn cả mấy ông làm xiếc bán dầu cù là ở chợ đông ba nì ta chạy ra chỗ tê Qua anh điên đi điên thì có chi lạ mà coi anh điên nớ bị bắt vô tù mấy tháng ni chiều mô phát cơm anh cũng làm kiểu đó đứa cậu chưa khi mô thấy người điên à? Có chứ, nhưng anh điên nì, ngó tức gửi ghê lắm. Sân nhà lao, lô nhố đen đặc những người là người. Tất cả một màu xám xịt, đen lam láp như một đàn cua vừa được móc lên dưới bùn. Người đi lại, người đứng, người ngồi xổm hoặc ngồi bệt xuống đất, hai cẳng chân giang rộng. Họ bày những vắt cơm vừa lĩnh lên nón, lên mũ, lên giấy báo, lên những ngọn lá bàng rụng. Họ cắm cúi mãi miết ăn một cách đói khát thèm thuồng. Trên chóp tường bao quanh sân lao, bọn lính ngục vác súng đi đi lại lại. Trong số này, có một tên lưng gù gù, mặt ngắn, mà to bè bè, đầy trứng cá và mụn cóc, chân đi vòng kiềng như kiểu hề xác lô. Hắn tên là Lai, dân hoàng phái, anh em tù gọi hắn là mẹ Lai tàn tật. Mẹ Lai tàn tật, đánh tù rất đàn bạo, cả nhà lao, ai cũng sợ hắn, chỉ quanh điên là không sợ lại còn bày trò trêu chọc. Trong lúc mọi người ăn cơm, anh tù Điên không ăn, hai tay cứ cầm lăm lăm hai vắt cơm, đi song hàng với mẹ Lai Tàn Tật phía dưới chân tường. Trên chóp tường, mẹ Lai Tàn Tật đi tới, anh đi tới, đi lui, anh ta theo lui. Anh ta cũng làm bộ gù gù, chân cũng đi vòng kiềng, kiểu hề xác lô. Bộ dạng giống hệt mẹ Lai Tàn Tật, không chê được. Trên cao, mẹ Lai sờ mặt, anh ta cũng sờ mặt, sờ mũi, anh ta sờ mũi, quọ mặt trợn mắt, anh ta cũng cọ mặt trợn mắt. Tủ ăn cơm xong, xúm lại của anh ta làm trò, mỗi lúc một đông. Bóng mẹ lai, nắng chiều đổ dài xuống sân lao. Anh tủ điên cứ nhà đầu cái bóng mà dẫm chân lên, miệng hô ác ê, ác ê. Mọi người ôm bụng cười, vỗ tay rầm rầm. Bravo điên, bravo điên. Mẹ lai tàn tật tức lộn ruột đứng lại, chửi xuống. Tổ cha thằng điên. Anh tủ điên nhìn ngược lên chửi trẻ Tố cha thằng điên Mẹ lai càng cáu Cúi xuống định nhặt cái gì để ném Nhưng không tìm thấy Liền chĩa súng xuống Lên quy lát lắc cắc dọa bắn Anh tủ điên nằm lăn đùng ra đất Chống hai chân lên trời đạp đạp gió về phía mặt mẹ lai Miệng la như người bị cắt cổ Sô bê ma ma Ông một điếu ơi Mẹ lai tàn tật phơ mèo ăn cú Và chết nhăn răng củ kiệu túi xem anh điên làm trò thích thú nó sán lại gần anh ta, cười ngặt nghẽo. Anh điên bất thần đứng bật ngay dậy, trợn mắt, méo mồm nhìn Thúi. Điệu bộ anh ta nhìn dữ tợn, như sắp chồm tới đập nó. Thúi hoảng sợ đình bò chạy, nhưng vướng phải những người đứng chăn trúc phía sau. Anh điên rộng hai vắt cơm vô túi vét tông, nhảy tới, chụp lấy cánh tay Thúi, lôi tới sát trước mặt anh. Thúi sợ đến kêu không thành tiếng. Anh điên bỗng ngoác rộng miệng cười, Bé giữ dàn trên gương mặt lọ lem của anh vụt biến mất. Anh giả giọng tây lơ, lơ hỏi to như quát. Và, bé con viết mình Bùm bùm đồn hộ thành Thúi chẳng hiểu mô tê Cứ gật đại Anh Điên móc túi áo Lấy nguyên bát cơm Rồi lật ngửa bàn tay Thúi ra Đặt bát cơm đánh bộp vào giữa lòng bàn tay Anh trợn mắt quát Mà Giòn nề Giòn nề Cho cho à lê phút, lăng căng Anh cúi xuống Phát và đít nó Rồi lại nha răng cười không thành tiếng Đang sợ hết hồn Mà vẻ ngũ nghĩnh bất ngờ của anh Điên Làm Thúi phải bật cười theo nó lách vội ra ngoài tìm Lanh Nó chỉa vắt cơm anh điên cho Ra trước mặt Lanh Cười tít mắt Cậu thấy chưa Tớ nói không sai mô Anh điên ni đi, lạ Mà tức cười ghê lắm Biết cả tớ bùm bùm đồn hộ thành nhé Lanh cũng cười theo Ở tù Lắm lúc cũng vui gớm Trừ tớ đem cơm vô ăn chung với anh Lượm Và thằng Ngạnh hì Rứa là bốn đứa được bốn vắt Cũng tạm tạm Cơm hết rồi Chắc tụi hắn làm lơ cướp cơm của mấy người đau nằm lại trong ba ti măng. Thúi chố mắt nhìn lanh hỏi. Cậu liều mạng, xoáy cho được vắt cơm, lại đem cho. Giọng lanh đầy vẻ trách móc. Vệ quốc đoàn mới du kích mà không cho nhau được vắt cơm răng cậu. Sân lao thửa phủ nhập nhoạng tối. Từ trên chòi canh, một hồi kẻng trói ngắt vang lên. Kẻng báo giờ tù phải chui vào các nhà ngục. Tụi lính ngục đi vòng quanh các chóp tường, la hét quát nạt. Vô hết, vô hết. 5 phút nữa, thằng mô còn sơ rớ ngoài sân, ăn đạn chớ trách. Một toán lính ngục khác cầm gậy, roi cặc bò, rùi cui, từ bên ngoài chạy dầm dập vào xua tù và các ba ti măng. Khi tù đã vô hết, chúng đóng sập các cánh cửa niềng sắt, khóa lại. Cả hai ba ti măng nhạt cứng tủ nhân, tối thui như trong hang. Tiếng la hét cãi lộn, chửi bới tranh giành nhau chỗ nằm, rào rào nổi lên tứ phía, ồn ào hỗn độn hết chỗ nói. Khoảng nửa giờ sau, tiếng huyên náo ồn ào dần dần lắng xuống. Mọi người đã nằm yên tại chỗ của mình, lác đác có tiếng ngáy, tiếng nói mê. Tù nhân nằm trần trên nền xi măng, ép sát vào nhau như cá trong hộp. Họ nằm kín cả đường đi ở giữa, không còn hở một chỗ để len chân. Không khí mỗi lúc một thêm oi bức ngột ngạt. Mấy cái hố tiêu ngập ngụa cứt đái, lúc này bốc hơi càng dữ. Mùi hôi thối không chỗ thoát, đặc quánh lại, tưởng có thể lấy tay mà vốc được. Thúi chi mà thúi lắm ri trời Cần chi phải bắn phải chém Đêm mô họ cũng cho người cứt ri Cũng đủ thối phổi mà chết Tụi hắn ác đến nước ni Mà trời Phật mô không hiện ra vật chết cho bà con nhờ Trời Phật mô mà vật được tụi hắn Tụi hắn thì phải có vê đê Mang bom vô Vật như ở đồn hộ thành mới xong Tiếng kêu la nguyền rủa Ca than phẫn uất Chốc chốc lại nổi lên Xé toạc mùi hôi thối đặc quánh vào bóng tối khốn khổ nhất ba ti măng trong đêm là mấy người già yếu và tụi tù con nít. Sức yếu, họ bị những người khỏe lấn ép, dồn đẩy mỗi lúc một gần sát bậc thềm cầu tiêu. Gần như họ phải nằm lên cứt, lên nước đái, rẻ rách và giấy lau đít. Lượm nằm cách thềm hố xí chỉ mấy bước chân, mùi hôi thối sộc thẳng vào mũi, làm nó muốn ngạt thở, nhưng nó chẳng buồn nhúc nhích cửa quậy. Khắp người nó, chỗ nào cũng đau như có ai lấy sống dao mà dần. Những cú đấm đá đạp của lép sẹo và tụi băng của hắn đến lúc này mới ngấm đến tận xương. Trước đây, cái răng cửa của lượm bị sứt mất một nửa nên cả đội mới đặt cho biệt hiệu là lượm sứt. Bây giờ, cái răng sứt và cái răng lành bên cạnh cũng gãy nốt, trở thành cái lỗ hổng chỗ cửa cho voi vô ỉa, in hệt như mấy đứa bạn xuống răng mà ngày còn đi học, lượm hay trêu chọc làm chúng nó phải nổi cáu. Hai mươi lượm bị dập, giờ càng sưng vèo. Lúc chiều, Thúi và Lanh đưa cơm vào, nó chỉ ăn được mấy miếng. Nhai cơm, Hai hàm răng và cặp môi nó đau buốt như nhai mảnh chai. Nó bật rên đau đớn và nằm vật xuống nền xi măng. Sau đó, nó thiếp đi không còn hay biết gì nữa. Khoảng nửa đêm, nó trượt bừng tỉnh dậy. Nó muốn cựa trở mình nhưng không sao cựa nổi. Trượt có tiếng hỏi thì thào sát bên tai lượm. Hồi thôi lắm hả anh? Ngạnh đó à? Răng mi không ngủ, thức làm chi? Đầu tôi nhức quá, không ngủ được. Hay anh lấy cái áo của tôi, đắp lên mũi cho đỡ thúi, cũng chẳng hơn chi, kệ, cứ để cho hắn thúi. Đã nếm mùi tù thẳng Tây thì cứ nếm cho hết. Tụi hắn, còn cái món chi gớm hơn món cứt nước đái thì cứ đem hết ra đây. Tàu mồ quang ngán. Hai mắt lượm mở thao láo, chừng chừng nhìn bóng tối ngột ngạt. Một nỗi hối tiếc ghê gớm từ góc xó nào đó trong trí nhớ lại trồm ra dày vò lượm. Cái bữa đó mình không ngu, biết đánh lừa tụi chó béc dê thì trừ đang nằm với cả đội ở chiến khu rồi chưa mua phải chịu gãy răng dập mặt nằm người cứt ở đây làm lính trinh sát mà ngu độn như mình thì phải chịu như ri cũng đáng đời lắm nó thở dài cái đắng và bất ức chỉ thương chỉ huy trưởng thôi nó miên man suy nghĩ chắc lúc ni ông cũng đang phải nằm trần trụi trên nền ca sô hôi hám như mình ở đây khát hớp nước cháy cổ cũng chẳng biết nhờ ai lấy cho mình ở đây còn sướng hơn ông Cần chi đã có thằng thúi, thằng ngạnh Trừ lại thêm cả thằng lanh nữa Xúm lại giúp đỡ Lượm đưa tay của quạng Sờ ba đứa bạn đang nằm ép sát hai bên mình Tự nhiên nó thấy ấm lòng trở lại Cực khổ đến đâu Mà có bạn thì cũng không đến nỗi Vẫn còn chịu được, còn đứng vững được Anh ơi, sáng mai mà em bớt đau Nhúc nhích được Răng em cũng tìm được cách liên lạc với anh Tiếp tế nước cho anh Làm răng anh lại để cho tụi hắn bắt được Vệ to đầu Mi là đứa khôn ngoan tài giỏi nhất đội mi đi làm liên lạc báo vệ trí huy trưởng mà mi lại chịu để cho ông bị bắt hay là lúc đó ông đi một mình không có mi ông đã ăn mặc cải trang như rứa mà vẫn bị bắt chắc phải có đi biết mặt ông chỉ điểm cho tây đứa mô chỉ điểm hay lại chính là thằng thành thằng nguyễn chi việc ni nhất định mình phải dò tìm cho ra rồi tìm cách nhắn lên chiến khu nhưng chưa chừng mình chưa kịp làm chi thì đã chết bị tay thằng lép sẹo và tụi đàn em của hắn lượm nghĩ vậy vì sực nhớ lúc chiều ngồi ăn cơm Thằng Lanh kể với thằng Thúi và thằng Ngạnh Trưa nay vừa ngồi dậy được Là thằng Lép Sẹo lôi ngay con dao găm dắt trong lưng quẩn ra Đem ra mài vào thành bể ở giữa sân Vừa mài dao Hắn vừa nghiến răng kèn kẹt Nói với tụi đàn em bâu quanh Tao phải thọc lút con dao ni Vô giữa ngực hắn Tức là thọc vô ngực mình đó Còn hắn thì không còn tao Còn tao thì không còn hắn Theo thằng Lanh Thì Lép Sẹo không giống như những đứa khác Nói phách lác nói dọa dạ. hắn đã nói là hắn làm chết hắn cũng làm cách đây chưa đầy một tháng hắn và tụi đàn em vào lúc nửa đêm đã chùm bao bố lên một anh tù to lớn như tây lê dương rồi hẹn nhau lấy gạch đá đập vỡ đầu anh chỉ vì anh này đã bợp hắn một tát tai. tụi lính ngục phải bỏ anh này lên băng ca khiêng vô nhà thương nghe đâu anh ta nằm nhà thương được ba ngày thì chết nghĩ tới đó lượm thấy ruột gan bồn chồn sao xuyến và ớn lạnh dọc xương sống từ hôm lượm bị bắt đến nay đã trải qua nhiều phút căng thẳng hiểm nguy nhưng chưa lúc nào nó cảm thấy lo lắng sợ hãi như lúc này nó hình dung trong cảnh tối thui như lúc này mình đang ngủ say một cái bao bố bỗng chùm lên mặt mình chưa kịp cựa quậy thì một lưỡi dao đã thọc vô giữa ruột mình chết mà không kịp kêu lấy một tiếng tự nhiên lựa ứa nước mắt một con giòi từ trên trần tới đúng giữa mặt nó trước viễn cảnh ghê rợn của cái chết con giòi không còn làm nó thấy ghê tởm nữa mình chết chôn xuống đất thì bọn giòi bọ còn lúc nhúc đầy mình nó chua soát nghĩ vậy và đưa tay bắt con giỏi ném đi nó bỗng chạm tay vào một đứa ngồi ngay gần sát đầu mình tim nó muốn ngừng đập run rẩy hỏi ai đó tôi đây ngạnh đây răng mi không ngủ mà ngồi đó làm chi Tui ngồi canh tụi hắn cho anh ngạnh thì thầm trả lời tụi hắn mà bỏ qua đây chụp bao tải lên anh là tôi lai thằng thúi dậy để hắn la tiếp cứu thức hết cả lao dậy tụi hắn phải sợ không dám đâm anh coi đây này. Ngạnh mò tìm bàn tay lượm, gại gại vào lòng bàn tay lượm một cái đầu đinh 20 phân nhọn hoắt. Hắn mà đụng vô người anh là tôi đâm liền. Mình trừ có bốn anh em, sợ chi tụi hắn. Ừ hè, lượm lúc này mới trực nghĩ ra. Đúng là trừ mình đã có bốn người, bằng quân số một tổ chiến đấu của đội ngày còn ở mặt trận Huế. Chính ý nghĩ này làm lượm bình tâm trở lại, nỗi sợ hãi tiêu tan dần. Nó đưa bàn tay, tìm nắm lấy bàn tay ngạnh. Trời, bàn tay nó giống hệt bàn tay vịnh xưa bàn tay con nít mà đã có chai có cạnh lượm nói giọng cảm kích cậu khôn thiệt đúng là chính hiệu liên lạc của du kích chết thì thôi chứ không chịu khai chôn súng cậu đang nghĩ ra cái điều mà tớ ngu quá chẳng nghĩ ra trừ mình có bốn anh em mà toàn du kích với vệ quốc đoàn lẽ âm mô ta lại sợ mấy thằng ăn trộm ăn cắp các bạn thân mến các bạn vừa theo dõi xong phần 13 của tiểu thuyết tuổi thơ dữ dội phần đọc truyện hôm nay đến đây là kết thúc xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại